Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì chúng ta hãy cùng mình đến với cái tựa game Nấm và Anh Hùng nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái tựa này. Thì hiện tại thì tựa game này sẽ có hai thức nạp. Hình thức nạp thứ nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa game này thông qua cổng thanh toán của Goplay và To. Thức nạp hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành Thiên Hùng Bản. Thì cả hai thức nạp đều sẽ có những cái ưu điểm và điểm khác nhau. Thì đối với thức nạp nhất là nạp trực tiếp ở trong cái tựa này thông qua cổng thanh toán của Goplay và To thì nó sẽ có một số ưu điểm và điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì tất nhiên là nó sẽ nạp mà vì nó nạp trực tiếp trong game nên là nạp trực tiếp nên là nạp rất là dễ dàng nha bạn. Các bạn có thể dễ dàng thao tác ở trong cái tựa này đều được nha bạn. Và các bạn có thể nạp bằng tài khoản chính của SIM điện thoại của các bạn được luôn nha các bạn. Nếu như các bạn xài SIM Viettel, Mobivina, Vietnam Mobile mà bạn liên kết với Google Play và To thì các bạn có thể sử dụng được. Nhưng mà song song đó thì nó sẽ có một số khuyết điểm như là nó bị tính thuế rất là cao và không nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành. Thì thế đây là do Google Play và To tính thuế nha các bạn chứ không phải là nhà phát hành. Nên là các bạn sẽ không bị không thể nào nhận được cái phần trăm ưu đãi đó được. Còn đối với thức nạp hai là nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành Thiên Hùng Bản nha bạn. Thì đối với thức nạp hai này thì nó sẽ có một số ưu điểm hoặc điểm như sau. Thứ nhất là về phần ưu điểm thì tất nhiên rồi thì nó sẽ không bị thế và các bạn sẽ nhận thêm phần trăm ưu đãi từ nhà phát hành Thiên Hùng Bản nha bạn. Nhưng mà song song đó thì nó sẽ có một số khuyết điểm như là cách nạp thì khá là khó khăn do bạn phải khóc game ra vào loại vào web đó bạn thì mới có thể nạp được và nó không hỗ trợ nạp bằng tài khoản chính cho SIM điện thoại của bạn nha bạn. Nếu như nó không có hỗ trợ, không có liên kết thì không thể nào mà nạp được. Đây nha bạn. Thì đầu tiên để nạp trực tiếp ở trong cái tụm này thì các bạn có thể nhấn vào dấu cộng ở chỗ cây này nha bạn. Đó thì các bạn tiến hành chọn cho mình là cái gói nạp nha bạn. Thì ngay lập tức thì nó sẽ chuyển đến trang nạp như thế này nè bạn. Thì nó sẽ hiện lên phước thanh toán và các bạn tiến hành chọn phước thanh toán nha bạn. Thì tổng cộng là sẽ có những phương thức toán như sau. Thứ nhất là thanh toán bằng hệ tín dụng hệ ghi nợ, tức là hệ Visa, Mastercard, JCB. Thì mình liên kết với hệ Visa các bạn có thể nạp bất cứ lúc nào nha bạn. Thứ hai là thanh toán bằng tài khoản chính của SIM điện thoại của bạn. Nếu như bạn sạc SIM Viettel, Mobile, Vina, Vietnam Mobile mà là liên kết với Goplay To thì bạn có thể nạp cho mình liên kết với Viettel nữa bạn. Thứ ba là sử dụng số dư như các bạn có thì này thì các bạn tải lên Google hoặc To tải cái phần hưởng cho kiến của Goplay hoặc To các bạn và bạn tiến hành tham gia hoặc trả lời khảo sát và bạn sẽ nhận được 2.000 đồng mỗi lần nha bạn và các bạn cứ tích đó để sử dụng. Cái tiếp nữa là sử dụng ví điện tử số PayPay và ví điện tử Momo thì hai ví điện tử này các bạn liên kết với Goplay To tiến hành toán cuối cùng để mã như bạn có. Nhưng mà phiên bạn mà phiên bạn là không nên nạp phước này các bạn vì nạp phước này nó sẽ bị thuế rất cao và không nhận thêm 100 ưu đãi từ nhà phát hành. Mà phiên bạn là nên nạp thông qua website chính thức của nhà phát hành Thiên Hùng Quả là member.tthplay.com/login.html nhé bạn. Thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, sau đó thì các bạn tiến hành đăng nhập nha các bạn. Tiến hành chọn cho mình cái server nhân vật, chọn cho mình cái gói nạp và nhấn vào xác nhận đơn hàng. Kiểm tra lại lần nữa nha, tên game nha bạn. Sau đó thì các bạn nhấn vào chọn, nếu như bạn có tiền quý rồi thì bạn cứ nạp, còn không có tiền ở trong quý thì bạn nhấn vào nạp tiền quý. Thì tới đây thì sẽ có những cái phương thanh toán như sau. Thứ nhất là solo code hoạt động giảm 5% nha bạn. Nếu như bạn nào mà mua solo code thì bạn có thể được giảm giá thêm 5%. Thì cái solo code này là do nhà phát hành Thiên Hùng Quả phát hành thẻ nạp nha bạn. Các bạn có thể mua ở các tiệm net các bạn, các đại lý của Thiên Hùng Quả hoặc là các cửa hàng tiện lợi hay siêu thị. Sau đó thì các bạn tiến hành nhập mã code, nhập sao ghi và nhập mã sao ghi rồi nhập vào nạp thôi nha bạn. Cái tiếp nữa là hướng dẫn cho bạn nạp bằng thẻ web. Thì các bạn cũng nhập sao ghi nhập mã thẻ trên đây nha bạn, sao ghi ở dưới những hồi nạp.
Hãy biết này thì bạn có thể mua các quán nét và tiện lợi siêu thị Nhân Dân. Cái tiếp nữa là ATM nha bạn. Các bạn tiến quét thì bạn tiến hành chọn cho mình cái mức và tiến hành nạp thôi nha bạn. Thì ngay lập tức thì nó sẽ chuyển đến trang thanh toán khác. Này là thanh toán bằng thẻ ATM nha các bạn. Thì các bạn nhập số mặt trước thẻ, sau đó thì nhập tên chủ thẻ và ngày hiệu lực, sau đó nhấn xác nhận nhận nha bạn. Thì ngay lập tức thì nó sẽ chuyển đến trang nhập mã OTP. Thì mã OTP nó sẽ gửi số hội của bạn đăng ký, sau đó thì các bạn tiến hành nhập mã đó vào cái ô và các bạn nhấn vào xác nhận. Thì các bạn đợi cho nó tự động chuyển về, các bạn lưu ý là không đóng dấu chừng nha bạn, đóng dấu chừng cái trang đó là bị lỗi các bạn. Cái tiếp nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để mình vào lại cái nha bạn. Cái tiếp nữa là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là nạp bằng thẻ ATM Bank Action Mobi Banking. Thì bạn cũng tiến hành chọn cho mình cái hạn mức nạp, ví dụ chọn 500.000 và nhấn vào nạp. Thì đây sẽ có hai loại ATM card Bank Action hoặc là Mobi Banking e-wallet. Thì mình sẽ hướng dẫn bạn từng cái bạn. Thứ nhất là nạp bằng ATM Bank Action ATM bạn, thì bạn tiến hành chọn ngân hàng mà bạn đang sử dụng nha bạn. Ví dụ mình đang sử dụng ngân hàng BIDV với bạn, thì bạn tiến hành nhập cho mình số thẻ, tên chủ thẻ, email, điện thoại và nhấn vào buy now. Thì ngay lập tức nó cũng sẽ chuyển đến trang nhập mã OTP. Mã OTP nó sẽ gọi số điện thoại của bạn và bạn tiến hành nhập mã vào thôi nha bạn. Các bạn lưu ý là không đóng đóng như chừng bị lỗi nha bạn, phải để nó tự động chuyển về. Cái tiếp nữa là nạp bằng action number, thì các bạn cũng tiến hành nhập cho mình số và tài khoản, sau đó thì nhập email tức là số tài khoản các bạn, sau đó thì nhập tên, nhập email, nhập số điện thoại, nhấn thanh toán. Thì ngay tức thì nó cũng sẽ chuyển đến trang mặt OTP, mà OTP nó sẽ gửi số điện thoại bạn và bạn tiến hành nạp thôi nha bạn. Cũng như kia bạn lưu ý là không đóng dấu chừng. Cái tiếp nữa hướng dẫn cho bạn nạp bằng Mobile Banking e-wallet. Thì bạn tiến hành chọn ngân hàng hoặc quỹ điện tử mà bạn đang sử dụng. Ví dụ như mình đang sử dụng ngân hàng ACB, thì bạn nhấn vào. Thì ngay lập tức thì nó sẽ chuyển đến cái ngân hàng ứng dụng app ACB iBanking đó bạn. Và tiến hành nó sẽ hiện ra thông tin và bạn tiến hành nạp, hoặc là bạn tiến hành quét mã QR này để tiến hành nạp nha bạn. Các bạn nếu như bạn để ý kỹ thì ở đây nó sẽ có cái giá và ở đây là sẽ có thêm những cái phần thưởng nha bạn. Như là ở đây mình nạp 25.000 thì sẽ nhận được 60 nấm vàng đặc sắc và thưởng thêm 20 nấm vàng đặc sắc. Đây là ở trong game nha bạn. Sau khi bạn nạp thành công rồi đó, thì bạn vào game và bạn cần đăng xuất ra và vào lại nha bạn thì mới có thể nạp được nha bạn. Chứ mà các bạn nó mới nhận được nha bạn, chứ không thôi nó bị lỗi các bạn. Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn cách nạp nhanh chóng, an toàn, chi tiết và hiệu quả nhất đối với cái trường này. Thì chúc các bạn nạp thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này bạn hay và chia sẻ cho mình cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.